Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh tin tức online. Kính thưa quý vị, huấn luyện viên Tuấn Kiệt đưa ra quyết định gây tranh cãi dữ dội trong cộng đồng bóng chuyền Việt Nam và cái kết bất ngờ. Cô ấy chỉ cao 1m72 nhưng vẫn được gọi lên đội tuyển quốc gia chơi phụ công. Hai lần đưa ra quyết định, huấn luyện viên Tuấn Kiệt đều gây tranh cãi dữ dội trong cộng đồng bóng chuyền Việt Nam, nhưng rồi sau đó ông cho thấy là mình hoàn toàn có lý. Bộ Tư lệnh Thông tin vừa kết thúc hành trình thi đấu tại Cúp VTV9 Bình Điền 2024 với một chiến thắng thuyết phục 3-0 trước chủ nhà VTV Bình Điền Long An, giành vị trí thứ 3 chung cuộc. Trong số các ngôi sao của đội, Phạm Thị Hiền tiếp tục tỏa sáng rực rỡ. Phạm Thị Hiền, người phụ công chỉ cao 1m72 nhưng được biết đến với biệt danh Sóc Nhỏ từ Hải Dương, đã trở thành cây ghi điểm chủ lực của Bộ Tư lệnh Thông tin tại giải đấu năm nay. Trong trận đấu quyết định, cô đã ghi được 9 điểm, góp phần quan trọng vào chiến thắng của đội bóng chuyền nữ quân đội. Sự ổn định và máu lửa của Hiền đã giúp cô bám chắn quyết liệt và thường xuyên tung ra những cú đập mạnh mẽ để ghi điểm. Phạm Thị Hiền không chỉ là một tài năng nổi bật mà còn là biểu tượng của tinh thần chiến đấu và lòng nhiệt huyết trên sân bóng. Mặc dù chỉ là phụ công, cô đã chứng minh được khả năng và vai trò quan trọng của mình, đóng góp lớn vào thành tích giành vị trí thứ 3 của đội bóng chuyền áo lính tại Cúp VTV9 Bình Điền 2024. Sự xuất sắc của cô gái sinh năm 1999 là nguồn cảm hứng và niềm tự hào cho cả đội và người hâm mộ. Trước đó, Phạm Thị Hiền đã chơi nổi bật và giúp Bộ Tư lệnh Thông tin tạm dẫn đầu sau khi kết thúc giai đoạn một giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024. Những màn trình diễn ấn tượng của cô một lần nữa khẳng định rằng việc huấn luyện viên Tuấn Kiệt triệu tập cô vào đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự AVC Challenge Cup 2024 là hoàn toàn xứng đáng. Phạm Thị Hiền đã dập tắt mọi hoài nghi về hiệu quả thi đấu của mình dù chiều cao rất hạn chế. Nhìn lại, mới chỉ 9 tháng trước, phụ công người Hải Dương này còn trở thành lựa chọn gây tranh cãi dữ dội của huấn luyện viên Tuấn Kiệt. Tuy nhiên, bằng tinh thần chiến đấu và sự nỗ lực không ngừng, cô đã chứng minh mình là một trong những nhân tố quan trọng của đội. Những cú đập mạnh mẽ và kỹ thuật bám chắn quyết liệt của Phạm Thị Hiền đã làm nên thành công của Bộ Tư lệnh Thông tin tại Cúp VTV9 Bình Điền 2024. Khả năng thi đấu ổn định và sự máu lửa trên sân đã giúp cô gái sinh năm 1999 trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất giải. Việc Hiền góp mặt trong đội tuyển quốc gia không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của cô, mà còn là niềm hy vọng lớn cho bóng chuyền nữ Việt Nam tại AVC Challenge Cup 2024. Tại sao lại là Phạm Thị Hiền mà không phải là Lê Thanh Thúy? Đó là câu hỏi đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam khi huấn luyện viên Tuấn Kiệt quyết định chọn Hiền thay cho phụ công Trà Giang để tham dự giải vô địch bóng chuyền châu Á 2023. Nhiều người đặt dấu hỏi về quyết định này bởi Phạm Thị Hiền còn quá non kinh nghiệm so với Lê Thanh Thúy. Thúy đã cùng tuyển Việt Nam tham gia nhiều giải đấu lớn và chứng tỏ được tài năng của mình. Hơn nữa, Hiền chỉ cao 1m72, trong khi Thúy cao tới 1m80, một lợi thế không nhỏ trong bộ môn bóng chuyền. Các cổ động viên bóng chuyền Việt Nam đã có những cuộc tranh luận sôi nổi, đưa ra nhiều quan điểm khác nhau. Một số cho rằng kinh nghiệm và chiều cao của Lê Thanh Thúy sẽ mang lại sự ổn định và lợi thế cho đội tuyển. Ngược lại, những người ủng hộ Phạm Thị Hiền tin vào khả năng thi đấu đầy nhiệt huyết và tiềm năng phát triển của cô. Quyết định của huấn luyện viên Tuấn Kiệt không phải là không có lý do. Ông đã nhìn thấy sự tiến bộ vượt bậc của Hiền trong thời gian gần đây và tin rằng cô có thể mang lại một luồng gió mới cho đội tuyển. Phạm Thị Hiền đã không phụ lòng tin tưởng của huấn luyện viên và người hâm mộ. Cô đã có những màn trình diễn ấn tượng, góp phần giúp Bộ Tư lệnh Thông tin đạt vị trí thứ 3 chung cuộc tại Cúp VTV9 Bình Điền 2024. Những cú đập mạnh mẽ và khả năng bám chắn quyết liệt của cô đã chứng minh rằng, dù chiều cao hạn chế, Hiền vẫn là một tài năng sáng giá của bóng chuyền Việt Nam. Việc Hiền được triệu tập vào đội tuyển quốc gia tham dự AVC Challenge Cup 2024 đã khẳng định sự lựa chọn của huấn luyện viên Tuấn Kiệt là đúng đắn. Bằng tinh thần chiến đấu và sự nỗ lực không ngừng, Phạm Thị Hiền đã trở thành một trong những nhân tố quan trọng của đội, góp phần vào thành công và tương lai sáng lạn của bóng chuyền nữ Việt Nam. Câu chuyện của Hiền không chỉ là một sự khẳng định cho tài năng của cô, mà còn là nguồn cảm hứng cho tất cả những ai dám ước mơ và nỗ lực không ngừng nghỉ. Thực tế, Phạm Thị Hiền thấp nhất trong số 4 phụ công của tuyển Việt Nam ở giải vô địch châu Á 2023. Cô thấp hơn nhiều so với Lý Thị Luyến, 1m95, Bích Thủy, 1m84, Nguyễn Thị Trinh, 1m81. Nhưng dù bị bủa vây giữa những hoài nghi, khi được huấn luyện viên Tuấn Kiệt tung vào sân thay Lý Thị Luyến từ set 2 trận gặp Hàn Quốc, Hiền dần chứng tỏ huấn luyện viên Tuấn Kiệt có lý khi chọn cô đánh giải vô địch châu Á. Với vốn liếng chỉ khoảng chưa đầy 3 tuần tập luyện và thi đấu cùng các đồng đội ở tuyển Việt Nam, chính xác là 19 ngày, sau khi được huấn luyện viên Tuấn Kiệt triệu tập vào đội Việt Nam 2 đánh giải VTV Cup,
Phạm Thị Hiền vẫn chơi tự tin một cách đáng khâm phục. Cần nhắc lại, cô chỉ cao 1m72 và chỉ bắt đầu được ra sân thi đấu cho tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, đội Việt Nam 2, từ lượt về CV League 2023 ở Thái Lan 11-8, 13-8, 2023, rồi sau đó đánh ở VTV Cup 2023 trước khi đối đầu Hàn Quốc ở giải vô địch châu Á. Hiền chơi tự tin, di chuyển nhanh nhẹn, bám chắn quyết liệt, ghi 7 điểm cho tuyển Việt Nam và góp phần quan trọng vào chiến thắng 3-2 ngoạn mục của chúng ta. Chính chiến thắng này đóng vai trò quyết định giúp tuyển Việt Nam gặp thuận lợi lớn ở vòng đấu tiếp theo và rộng đường vào bán kết giải vô địch châu Á lần đầu tiên trong lịch sử. Sau khi chơi ấn tượng trong vai trò chữa cháy ở giải vô địch châu Á 2023, Phạm Thị Hiền đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn và người hâm mộ. Những lời chỉ trích ban đầu và sự hoài nghi về khả năng của cô đã bị dập tắt hoàn toàn sau những màn trình diễn thuyết phục. Cô gái người Hải Dương, dù chỉ cao 1m72, đã khẳng định được mình trên sân chơi quốc tế và huấn luyện viên Tuấn Kiệt đã chứng minh quyết định chọn Phạm Thị Hiền thay thế Trà Giang là hoàn toàn chính xác. Thời gian trôi qua, hơn 7 tháng kể từ giải vô địch châu Á 2023, bóng chuyền nữ Việt Nam lại đối mặt với một câu chuyện gây tranh cãi mới. Lần này, Phạm Thị Hiền một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chú ý và quyết định lựa chọn của huấn luyện viên Tuấn Kiệt lại bị đặt dấu hỏi. Với vị trí thứ 3 tại cúp VTV 9 Bình Điền 2024, Phạm Thị Hiền đã chứng tỏ cô không phải là một hiện tượng nhất thời. Màn trình diễn xuất sắc của Hiền trong suốt giải đấu đã củng cố niềm tin của huấn luyện viên Tuấn Kiệt và làm cho những người hoài nghi phải suy nghĩ lại. Cô đã ghi điểm liên tục và là một trong những nhân tố quan trọng giúp Bộ Trung ương lệnh thông tin đạt thành tích ấn tượng. Nhưng câu hỏi vẫn còn đó, tại sao lại là Phạm Thị Hiền? Tại sao không phải là Lê Thanh Thúy, người có kinh nghiệm và chiều cao vượt trội? Những người chỉ trích cho rằng huấn luyện viên Tuấn Kiệt đã mạo hiểm khi đặt niềm tin vào một phụ công chỉ cao 1m72. Họ cho rằng quyết định này có thể ảnh hưởng đến sự ổn định và sức mạnh của đội tuyển. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Phạm Thị Hiền, với tinh thần chiến đấu không ngừng và khả năng thi đấu đầy nhiệt huyết, đã trở thành một trong những cầu thủ nổi bật nhất của đội tuyển. Cô không chỉ mang đến sự tươi mới mà còn góp phần quan trọng vào thành công của đội tuyển. Những cú đập mạnh mẽ và khả năng bám chắn quyết liệt của Hiền đã chứng minh rằng chiều cao không phải là yếu tố quyết định duy nhất trong bóng chuyền. Những tranh cãi xung quanh Phạm Thị Hiền và quyết định của huấn luyện viên Tuấn Kiệt là minh chứng cho sự khắc nghiệt của thể thao. Nhưng chính những thử thách và áp lực này đã tạo nên một Phạm Thị Hiền mạnh mẽ, kiên cường và đầy tiềm năng. Cô đã vượt qua mọi hoài nghi, khẳng định tài năng và giá trị của mình, đồng thời tiếp tục là niềm hy vọng lớn của bóng chuyền nữ Việt Nam. Tại sao lại là Phạm Thị Hiền mà không phải là Bích Thủy? Gần như tất cả cổ động viên bóng chuyền Việt Nam đều thốt lên như vậy sau khi có danh sách 14 vận động viên được triệu tập vào tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam để chuẩn bị cho các giải đấu trong năm 2024. Một lần nữa không phải người hâm mộ không có lý. Bích Thủy cao 1m84, hơn Phạm Thị Hiền 1m72, tới 12 phân. Thêm vào đó, phụ công của hóa chất Đức Giang vốn góp mặt trong tất cả các giải đấu của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam năm 2023 và đã chứng tỏ được tài năng của mình. Người hâm mộ không ai quên và chắc chắn sẽ còn ghi nhớ dài lâu rằng chính Bích Thủy là người hùng giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ngược dòng giành chiến thắng lịch sử 3-2 trước Hàn Quốc ở giải vô địch châu Á 2023. Đó là trận đấu mà phụ công của hóa chất Đức Giang tung ra những cú đánh một chân sau đầu tuyệt hay, ghi tới 17 điểm và giúp chúng ta lật ngược tình thế sau khi để thua hai set đầu tiên. Chiến thắng 3-2 trước tuyển Hàn Quốc giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam mở toang cánh cửa vào bán kết giải vô địch châu Á lần đầu tiên trong lịch sử. Chính huấn luyện viên Tuấn Kiệt từng ca ngợi Bích Thủy là phụ công có quả đánh bay sau, một chân sau đầu, hay nhất nhì Việt Nam thời điểm hiện tại. Vậy tại sao ông Tuấn Kiệt lại gạt bỏ Bích Thủy và một lần nữa lựa chọn Phạm Thị Hiền trong danh sách triệu tập mới nhất của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam? Dù người hâm mộ tranh cãi dữ dội và họ có lý do để nghi ngờ thì cũng không thể phủ nhận là huấn luyện viên Tuấn Kiệt có cái lý của ông. Xét về điểm rơi phong độ, Bích Thủy chơi khá nhạt nhòa tại giai đoạn một giải vô địch quốc gia 2024, dù nguyên nhân không hoàn toàn do cô, trong khi Phạm Thị Hiền duy trì phong độ ổn định và góp công không nhỏ giúp Bộ Tư lệnh Thông tin dẫn đầu bảng xếp hạng sau khi kết thúc thi đấu giai đoạn 1. Xét tổng thể những gì mà Bích Thủy đã thể hiện thì cô tuy tấn công rất tốt, thậm chí có thể coi là tốt nhất trong các phụ công Việt Nam hiện nay, nhưng ráp chắn nhiều khi còn chậm, chơi không lăn xả và tỏ ra thiếu nhiệt. Đó lại là những phẩm chất nổi bật của Phạm Thị Hiền. Người tuy hạn chế chiều cao nhưng bám chắn nhanh và quyết liệt, chơi lăn xả với quyết tâm cao. Ở đây, ngoài chuyên môn thì yếu tố tinh thần thi đấu cũng được huấn luyện viên Tuấn Kiệt coi trọng, và đó là lý do vì sao ông một lần nữa trao cơ hội cho Phạm Thị Hiền. 15 tuổi mới đến với bóng chuyền,
cái tuổi được coi là muộn để bắt đầu với môn thể thao vốn đòi hỏi rất nhiều sự khổ luyện các kỹ năng thi đấu ngay từ khi còn rất trẻ, nhưng Phạm Thị Hiền càng lúc càng khẳng định được tài năng của mình. Cô gái Hải Dương sinh năm 1999 có tầm bậc nhảy tấn công là 2m90 và bậc chắn 2m80, những chỉ số không tệ đối với một phụ công xét trên mặt bằng chung của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay. Phạm Thị Hiền cho biết cô thần tượng phụ công huyền thoại Ngọc Hoa cả về chuyên môn lẫn cá tính và luôn cố gắng rèn luyện để noi theo đàn chị lừng danh thuở nào. Những điểm mạnh nổi bật của Phạm Thị Hiền là di chuyển linh hoạt, nhanh nhẹn, phán đoán tình huống tốt, chọn thời điểm bật chắn nhạy cảm và chắn bóng tuyệt vời. Để bù lại cho hạn chế về chiều cao, Hiền chia sẻ ngoài những bài tập theo giáo án của ban huấn luyện ở Bộ Tư lệnh Thông tin thì ngoài giờ cô còn tích cực tập bật bục, tập tạ và tập chạy để tăng tốc độ di chuyển và sức mạnh ở đầu gối. Chính sự khổ luyện không ngừng đã giúp cô chơi càng lúc càng chững chạc, hiệu quả. Không chỉ tập luyện chăm chỉ, Phạm Thị Hiền còn luôn tập luyện và thi đấu với tinh thần chiến binh. Nhiều người vẫn nhắc nhớ thời điểm cô từng bị chấn thương đứt gân tay trước thềm Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc 2022. Bác sĩ chỉ định phải phẫu thuật nhưng vì đại hội đã cận kề nên Hiền quyết định hoãn phẫu thuật và băng tay để tập luyện và thi đấu ngay trong tình trạng chấn thương đó. Tinh thần và nỗ lực tuyệt vời của cô gái trẻ được đền đáp xứng đáng khi Hiền và đồng đội sau đó xuất sắc giành huy chương vàng bóng chuyền nữ ở đại hội. Kết thúc đại hội, cô mới phẫu thuật và sau đó là những tháng ngày đằng đẵng Hiền miệt mài tập hồi phục tay một mình ở phòng gym. Bằng quyết tâm sắt đá và ý chí thép, cuối cùng cô đã vượt khó thành công để trở lại thi đấu. Nỗ lực và đóng góp của Phạm Thị Hiền đã được huấn luyện viên Tuấn Kiệt ghi nhận. Hiền tâm sự đối với cô đó là phần thưởng quý giá và nó tạo động lực lớn cho cô không ngừng phấn đấu để ngày càng hoàn thiện các kỹ năng chuyên môn và chơi hiệu quả hơn.